Ngày 8 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết lực lượng biên phòng phối hợp với công an hải quan vừa bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép 6.000 viên thuốc lắc hồng phiến. Tại đồn biên phòng, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1973, trú tại tổ 14, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, khai nhận bản thân đã gọi điện đặt mua 6.000 viên thuốc lắc tại khu vực cách trung tâm xã Bản Việt, khoảng 3 km, trên quốc lộ 4D với giá 130 triệu đồng. Tuấn khai mua ma túy về bán kiếm lời. Qua giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lào Cai, toàn bộ số thuốc lắc trên gồm 6.000 viên, có trọng lượng 531,91 gram, là chất ma túy methamphetamine. Ngày 7 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại thôn Nậm Xu, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 8 tháng 7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tạm giữ Nguyễn Văn Phê, sinh năm 1999, quê Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Bị hại trong vụ án này là Nguyễn Văn Rô, sinh năm 1995, quê Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cũng đã bị Công an huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương bắt giữ về hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản. Theo điều tra ngày 2 tháng 7, Phê Rô và cô gái tên H tổ chức ăn nhậu tại quán ở huyện Bào Bàng. Sau đó, Rô rủ chị H đi nhà nghỉ. Khi đến nhà nghỉ thì chị H không chịu vào và bỏ ra về, nên Rô định cưỡng bức. Chị H chống cự chạy về quán nhậu nơi Phê và nhóm bạn còn ngồi nhậu. Còn Rô đã lấy xe máy của mình và điện thoại của chị H bỏ chạy về hướng thị xã Bến Cát. Nghe chị H kể bị Rô sàm sỡ, nên Phê dùng xe máy đuổi theo. Do sợ bị đánh, nên Rô đã bỏ lại xe máy chạy bộ qua hàng rào bỏ trốn. Tức giận, Phê đã châm lửa đốt xe máy của Rô rồi bỏ đi. Ngày 8 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Xuân Sang, sinh năm 1993, trú Hải Phòng, để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm nhận tin báo của quản lý cửa hàng điện thoại tại đường Ngô Xuân Quảng về việc từ camera an ninh đã phát hiện có một nam thanh niên đột nhập từ lối nhà kho của cửa hàng vào lúc nửa đêm lấy đi 6 MacBook, 1 iPad, 1 bút iPad. Cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ Ngô Xuân Sang cùng với số tang vật vụ án. Tại trụ sở công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 8 tháng 7, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1979, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tối ngày 2 tháng 7, Hậu trộm hộp điều khiển ô tô đầu kéo đang đổ ven quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè. Người dân phát hiện nên bắt giữ trình báo công an. Tiến hành kiểm tra xe ô tô Hậu dùng để đi trộm cắp tài sản, công an phát hiện trên xe có một hộp điều khiển ô tô đầu kéo. Qua làm việc, Hậu khai nhận trước khi bị người dân bắt giữ, đối tượng đã thực hiện một vụ khác. Được biết, Hậu đã từng thực hiện hành vi trộm hộp điều khiển xe ô tô đầu kéo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và đã bị Tòa án Nhân dân thị xã La Ghi xử phạt 18 tháng tù. Ngày 8 tháng 7, Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Viết Khoa, sinh năm 1997, trú xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, về tội cưỡng đoạt tài sản. Quá trình quen nhau qua mạng xã hội TikTok, giữa Khoa và chị T, trú tại huyện Thường Xuân, phát sinh tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, đối tượng Khoa đã chụp ảnh, quay clip những cảnh nóng giữa hai người. Đến đầu tháng 6 năm 2023, chị T nói lời chia tay với Khoa để giữ hạnh phúc cho gia đình. Song Khoa không đồng ý và đe dọa phải đưa 5 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội. Lo sợ đến hạnh phúc gia đình, chị T đồng ý chuyển trước 3 triệu qua tài khoản Khoa. Đến hẹn đưa tiếp 2 triệu đồng, chị T đến đưa trực tiếp cho Khoa và nói xóa hết hình ảnh, clip. Trong quá trình nhận tiền, đối tượng Khoa bị lực lượng công an huyện Thường Xuân bắt quả tang.